Vâng, chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ đi nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo của trận đấu giữa hai đội tuyển U23 Singapore và U23 Yemen. Đây là trận đấu thuộc vòng loại U23 châu Á và sẽ được diễn ra vào lúc 16 giờ ngày 6 tháng 9 theo giờ Việt Nam. Và theo đánh giá của trang 868 VIP đưa ra thì các cầu thủ U23 Yemen trận đấu này sẽ là những người được đánh giá cửa trên và sẽ chấp U23 Singapore với mức kèo là 1 trái. Mức kèo cũng có thể tăng 1,25 và hạ xuống còn 0,75. Mức tài xỉu trận đấu này là 2,5, 2,75 và 2,25 tùy kèo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nhé. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là các bạn đang cần tìm kiếm một trang uy tín và chất lượng, đặc biệt là trả thưởng mau lẹ để các bạn có thể là chơi giải trí những môn thể thao, thì các bạn nên đến với 868 VIP nha. Đến đây các bạn sẽ được tặng ngay 100% ở lần nạp đầu tiên và ngoài ra thì sẽ được hoàn trả đến 1.25%. Chi tiết của trang thì mình có để ở bên dưới phần mô tả của video này. Các bạn cứ việc xuống dưới phần mô tả để cập nhật thêm nha. Đặc biệt là cái trang này nó có giao diện cũng rất là dễ sử dụng. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận đấu này nha. Trong quá khứ ở cấp độ đội tuyển U23 thì hai đội chưa từng gặp nhau. Đây mới chỉ là lần đầu tiên cho nên là cũng không có thông số đối đầu để gửi tới cho các bạn. 5 trận thi đấu gần nhất của U23 Singapore thì Singapore thắng 1, hòa 2 và thua 2. Còn 5 trận thi đấu gần nhất của U23 Yemen thì Yemen thắng 2, hòa 1 và thua 2. Và ở lần đối đầu này với mức kèo thế này thì theo nhận định của mình, lần này mình sẽ đặt niềm tin vào U23 Singapore được chấp 1 trái, hoặc là an toàn hơn các bạn cũng có thể là lựa mức kèo phụ, đó là U23 Singapore được chấp 1,25 nha. Vì sao? Mặc dù lần đầu tiên chạm trán với U23 Yemen thì U23 Singapore bị đánh giá cửa dưới. Tuy nhiên thì nếu mà xét về thực lực và chiều sâu đội hình ở thời điểm hiện tại thì mình thấy là U23 Singapore họ cũng không phải một đối thủ hoàn toàn quá yếu đâu. Thứ hai thì chọn mức kèo được chấp 1 trái hoặc là 1,25 đi. Nếu như trận đấu này hai đội kết thúc với một tỷ số hòa, hoặc là U23 Singapore có để thất bại trước U23 Yemen với cách biệt là 1 bàn, thì chúng ta chọn Singapore, chúng ta cũng chỉ từ quê kèo đến thắng kèo mà thôi. Và thứ ba nữa thì trong bóng đá thì nó cũng chưa đứng trước nhiều điều. Khi mà 90 phút chưa kết thúc, không phải lúc nào cửa dưới thì phải nhận thất bại đâu. Trận đấu này thi đấu trên một sân trung lập ở Việt Nam, cho nên là U23 Singapore họ cũng không có gì phải gọi là ngán ngại U23 Yemen cả. Và biết đâu trận đấu này với đội hình cũng đầy đủ thì U23 Singapore mới là những người giành chiến thắng ở trận đấu này thì sao. Cho nên trận đấu này bạn nào tự tưởng mình ưu tiên chọn U23 Singapore được chấp nha. Mức tài xỉu trận đấu này là 2,5, 2,75 và 2,25. Thì lần đầu tiên hai đội gặp nhau, mình nghĩ là trước tiên hai đội sẽ thận trọng. Với lại là thời gian đây thì hai đội thi đấu thì nó cũng để thủ lưới không nhiều. Dự đoán trận cầu này nó cũng sẽ không có nhiều và thách ghi đâu. Dự đoán hai đội sẽ cầm chân nhau với tỷ số là hòa không đều, một đều hoặc là nhiều lắm là 1-0 nghiêng về cho U23 Singapore hoặc là Yemen. Bạn nào tư tưởng mình nữa thì ưu tiên chọn kèo xỉu 2,5 hoặc là 2,75 nha. Cái thực lực của hai đội bóng nó cũng không chênh lệch nhiều đâu. Ở mức hiệp 1 thì mức kèo chấp là 0,25 và tài xỉu là 1 trái. Thì do đó hiệp 1 với thực lực nó cũng không thua kém gì Yemen. Thì mình dự đoán là hiệp 1 U23 Singapore họ cũng sẽ không chịu thua trước đâu. Thậm chí là biết đâu U23 Singapore mới là những người có bàn dẫn trước. Thì một các bạn chọn U23 Singapore được chấp nha. Và đá nhẹ cái xỉu 1 thôi, còn không tin tưởng nữa thì cho qua. Tóm lại trận đấu này chốt kèo là chọn U23 Singapore và xỉu ở hiệp 1 cũng vậy. Chúc anh em may mắn.